quý bà con cô bác và các anh chị. Đại tướng xin giới thiệu, nãy giờ mà một cái người mà điểm cái đàn guitar để cho Lê Tướng và Hà Như hát ở đây đó, là Lê Tướng xin giới thiệu, đó là cháu Bùi Ngọc Thịnh, quê ở Khánh Hòa. Bé rất là tài năng thưa quý vị. Mặc dù bé bị mù, sinh ra trong một cái gia đình không được may mắn, cha cũng bị mù, gặp mẹ ở hội người mù ở ngoài kia, sinh cháu ra, cháu lại tiếp tục bị mù nữa. Nhưng mà một tài năng thiên phú là cháu lúc 12 tuổi là đoạt kỷ lục gia châu Á người khuyết tật mà chơi nhiều nhạc cụ nhất. Hiện nay cháu đàn được 14 nhạc cụ thưa quý vị. Nãy giờ đàn guitar hai bài cho Lê Tứ ca trên sân khấu. Bây giờ Lê Tứ muốn giới thiệu đến bà con với một tiếng đàn của em rất là ngọt ngào, rất là sâu lắng. Em ao ước mong được vô Sài Gòn. Cũng vô tình thôi, Lê Tứ xem trên mạng và Lê Tứ cũng thấy một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Lê Tứ rất là thương và kêu cháu vô Sài Gòn. Cháu muốn được tiếp tục nuôi cái giấc mơ của mình, được vô Sài Gòn để được học hỏi thêm các nghệ nhân, các thầy cô đi trước, để cháu càng ngày càng hoàn thiện mình hơn, để càng ngày làm việc được chuyên nghiệp hơn. Bây giờ quý vị hãy cổ vũ cho bé Bùi Ngọc Thịnh một tràng pháo tay. Cháu sẽ đọc tấu một lớp vọng cổ cho tất cả quý vị thưởng thức. Xin phép mấy anh đờ mình nghe Thái nha. Muốn giới thiệu cho Thịnh, Thịnh rất là yêu nghề thưa quý vị, mà rất là tài năng, đờn rất là nhiều loại đờn, và đặc biệt là đàn guitar cũng rất là hay. Bây giờ Lê Tứ sẽ mời con ngồi xuống đi ha. Rồi con năm nay đoạt kỷ lục gia là năm 12 tuổi, năm nay cháu được 16 tuổi rồi. Đây là một cái cây đàn mà của nghệ sĩ Chí Tâm mà hay đờn trên mạng đó thưa quý vị. Chí Tâm anh gửi về cho Lê Tứ một cây đàn này, mặc dù nó là cái đàn Yamaha, đàn tân nhạc, nhưng Chí Tâm anh chế lại phim lãng và cái tiếng đàn nghe rất là cái như là cái đờn thùng vậy đó. Bây giờ mời quý vị thưởng thức. Con sẽ nói ít lời đến bà con ở Tiền Giang đi. Dạ, lời đầu tiên cho phép con xin kính chào toàn thể quý cô, quý chú, quý ông, quý bà. Hôm nay thì con được đến đây, cũng chú Tứ dắt con đến đây để con được gặp các cô, các chú. Con rất là vui. Và hôm nay thì con không có gì hơn, con cũng xin được gửi đến toàn thể các cô, các chú, các ông, các bà một bài hát đọc tấu đàn guitar phím lõm, bài Vọng Kim Lan và ba câu vọng cổ 4-5-6 dây xè. Vỗ tay quý vị ơi. Thank you.
Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ cũng như tiếng đàn rất là tuyệt vời của Bùi Ngọc Thịnh. Và tin chắc rằng với tài năng của Bùi Ngọc Thịnh và được sự giúp đỡ của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ thì Bùi Ngọc Thịnh tiếng đàn sẽ còn bay cao và bay xa hơn nữa. Cảm ơn các bác, các cô đã dành những cái tình thương hết sức là quý báu để dành cho cháu Thịnh. Mong rằng Lê Tứ cũng sẽ là một cái người chú, một người cha đỡ đầu cho bé Thịnh trong tương lai sau này. Mong rằng là cháu có được nhiều sức khỏe và sẽ cống hiến nhiều hơn nữa, ráng luyện hơn nữa nghe con.